xứ Nghệ, một sân chơi mới dành cho bà con nông dân trên sóng truyền hình Nghệ An. Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, những trò chơi dân gian hấp dẫn sôi động, những cuộc thi tay nghề bay cấn mà thực sự gần gũi thân thuộc với cuộc sống lao động hàng ngày. Quê mình xứ Nghệ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Quê mình xứ Nghệ, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Quê mình xứ Nghệ, nghề dệt thổ cẩm ở Con Cuông, nơi thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Nam xứ Nghệ qua các phần chơi của hai đội đến từ bản Thái Sơn 2 và bản Xiềng, xã Môn Sơn. Người bạn đồng hành cùng với Thu Hằng trong sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, MC Hà Phương. Lần đầu tiên với sự dẫn dắt của hai MC, Hà Phương xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới quý vị đại biểu và quý khán giả của sân chơi quê mình xứ Nghệ. Sân chơi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với phần chơi bắn nỏ, dệt thổ cẩm, gói bánh sừng trâu, chọi hũ. Quê mình xứ Nghệ, nghề dệt thổ cẩm ở Con Cuông lên sóng lúc 21:05 thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn những chia sẻ của cô ạ và chúc cho hai đội bản Xiềng và